Sau đây là thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Đại tướng Raúl Castro Rousseau, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2012. Vào sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10 khóa 9 với nội dung trọng tâm là thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Báo cáo về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến năm 2015, thành phố sẽ tập trung giải quyết cơ bản tình hình ùn tắc giao thông, ngập nước, đưa vào sử dụng trên 200 km đường mới, tiến tới mục tiêu mở rộng diện tích giao thông ước đạt 12%, giao thông công cộng đáp ứng 15% nhu cầu đi lại của nhân dân. Về kinh tế xã hội, 6 tháng đầu năm 2012, dù gặp nhiều khó khăn, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý. Tổng sản phẩm nội địa ước đạt gần 290.000 tỷ đồng, tăng trên 8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 56.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một trong những giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên tập trung trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường có tiềm năng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ duy trì ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày mai, mùng 4 tháng 7.